Bây giờ chúng ta sẽ học cái phần hỏi tên này. Em hãy nói cho chị biết là muốn hỏi tên một người thì chúng ta sẽ dùng câu hỏi nào nhỉ? What's your name? What's your name? Để trả lời thì câu trả lời là như nào? My name is Thanh Thanh. Em đã học cái bài cái bảng về tính từ sở hữu chưa nhỉ? Cái đấy em học rồi. Thế sở hữu của he là gì? His. Của her, she, Her. Her. của dây, Our. dây, của Em dây, tưởng dây nè. Em tưởng dây là hour. của we là hour, Hour. Đúng không? Dây là dân. của Em quên. it, Đấy. của it. It là it. Đúng không? Đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành nhé. Vâng ạ. Chị kiểm tra từ mới của em đã. Dạ. Sơ lên có nghĩa là gì? Dơ lên á. Su Sơ lên gì? lên À đúng rồi. Sơ lên tức là tên họ ấy. Họ họ của bạn. mí đầu Đúng. lên Tên ở giữa. Tên tên đệ. rồi, first tên tên chị. name full Tên đầy đủ họ và tên. name. Nếu mà em chưa nghe rõ cái câu của người ta nói thì em sẽ dùng cái câu nào để yêu cầu họ nhắc lại. Can you say that Rồi, còn nếu em muốn yêu cầu họ đánh vần tên thì em sẽ dùng câu gì? Can you spell your Well done. name? Đây là cái bức hình chúng ta sẽ thực hành nhé. Dạ. Từ mới sẽ là có hai từ, đó là teacher có nghĩa là giáo viên, student có nghĩa là sinh viên. Vâng. Bây giờ nhá, chị em hãy nhìn vào bức hành hình này và chị sẽ chỉ vào cái bức hình này và chị sẽ hỏi, sau đó em đáp lại nhá. Vâng ạ. Ok, bây giờ chị sẽ hỏi nhá. What is teacher name? Teacher name is Helen Taylor. Can you spell teacher surname? Name. Thế là tên là à, họ là Taylor hay tên là tên họ nhỉ? Nước ngoài nó là hình như là tên nó là đằng Nước sau hay ngoài họ đi trước là hay bao sao giờ nhỉ? tên cũng ở trước và họ sẽ đi sau, còn Việt Nam À mình đúng rồi, bao giờ cũng thế là thế họ trước tên sau. her surname is T A chữ Y em lại quên mất rồi. Why? Ok ạ. T A Y L O R O O Âu R Âu bị A đúng O không? R đúng rồi. O R. Đúng rồi. Cho em đọc nào. T A Y R L O cái chữ O chữ R nó cứ đến gần nhau cho nên nó cứ líu lưỡi. O R O R. Khi mà em trả lời thì em chỉ cần cần trả lời là it T A Y Nó L là O R, chứ không cần phải nhắc lại là teacher surname is, mà là chỉ cần vâng it. is và kiểu Can gì you spell teacher first name? is e h e l l e What is his name? n Helen Taylor. What is his name? Nhìn con trỏ chuột của chị. À gì? Em lại cái gì? His name là tên của anh ấy. Không phải he mà là sẽ là dùng phải tính từ sở hữu, sẽ là his name. His name is Thomas. Can you spell his name? Is D H O M A S C chứ nhỉ? C A C T H H O M O A S. Ô, cái chữ SC đấy là S rồi của chị. S S. đúng rồi, Chứ không S. phải là C, chứ không phải C. Không. C là cờ mất thôi chứ nhỉ? C S. là chữ C. C đúng không? Chữ cờ mình. Tiếp nha. Vâng ạ. What is her name?
Her name is Lisa. Can you spell her name? Is a L E Dai, quello di pensare. L E C Yes. L C E L là E ai chứ mày? L L I I S Sao quên chữ N này nhỉ? L I S A. Rồi, tiếp nha. Dạ. What is her name? Her name is Mary. Can you spell her name? Is M A R Y. What is his name? His name is Billy. Can you spell his name? Is it B I L L Y? What is her name? Her name is Anna. Can you spell her name? Is it A N N A? Bạn này dễ nhất. Nó là do em chưa chưa quen ấy thì đâm ra là chưa chưa Đúng không? chưa được Kiểu em. được thuộc cái bảng chữ cái lắm cho Đúng nên rồi. là mình bị nhầm Em lẫn. nhìn bảng chữ cái ngày em đọc mấy lần đấy, nhưng mà kiểu chưa thuộc cái mình chỉ nhìn vào đấy mình đọc thì nó lại đọc được, nhưng mà cái kiểu khi mà hỏi như này cái hình gọi chứ nó lại đi đâu. Ừ, thế nên là mình mới cần phải thực hành nhiều cho nên Dạ chị mới vâng. cho bọn em cái bài thực hành và đặt những cái Vâng. câu hỏi lặp đi lặp lại thôi, nó cũng không Vâng. là khó Thì bởi vì đọc đi lặp lại thì mình mới nhớ được. đúng rồi, những cái bài đầu tiên này là mình cần phải phải như thế cho nó quen đã, rồi đến lần Dạ. sau thì mình mới có thể đi nhanh được. Tiếp Vâng ạ. nha, Dạ. chuyển sang cái bài thực hành tiếp theo. Thì trong cái bài thực hành này sẽ có những cái từ mới sau. Mother là gì? Mẹ. Father. Bố. Grandmother. Bà. Em có biết cái từ grandmother còn có một cái từ nữa giống nó cũng có Là nghĩa bà ngoại. Là bà ngoại đúng không chị? grandmother là bà nội bà ngoại là cùng một từ Đã đã cũng được được từ. Ừ. nhưng mà nó còn có một cách viết khác đó là Là gì chị? grandma. Grandma thôi Grand cũng được này được từ. mấy cả chữ ma đằng sau thôi. Grandma. Grandma. Grandma như này. Vâng. Đó là cái từ ông này cũng thế, nó cũng sẽ viết Grandpa. đúng rồi, sẽ viết tắt là grandpa. Còn mother cần có cách nào Mom. viết đúng rồi, mom, father Yes. đúng rồi. Còn son có nghĩa là con trai này, Vâng, daughter daughter là con gái. là con gái này. Và nhìn vào tranh đây thì chúng ta sẽ thấy đây là ông bố tên là David Winston. Vâng. Đây là mẹ là Linda. Đây Linda. là ông John Tôi. Smith. Chúng ta sẽ lấy một ví dụ thôi. Đây là Vâng. ông này có tên là John Smith này. Đây là bà Vâng. Helen này. Đây là Tom này. Vâng. Đây là Lily này. Linh. Và bây giờ chị sẽ hỏi nha. Vâng ạ. What is the father's name? Father's name is David Winston. Can you spell father's Is it D A V I D W I L? Lại quên chữ sợ. khi mà em trả lời em không cần phải nói rõ là it is mà em nói Vâng. đấy tắt ra Is. lại thêm Vâng. cái đuôi Nhưng mà kiểu gì em chỉ sợ người ta không nghe thì cái chữ sờ đằng sau của không em. những cái người mà người người nước ngoài hay gì đấy nó họ biết rồi, họ toàn nói tắt là chính ý, chứ họ không bao giờ Vâng, đúng. sợ như thế. Nước ngoài thì toàn hay nói khác rồi. Để Ừ, em đọc lại cái chữ họ nói rất nhanh. Đấy chị Is. hỏi em là hãy đánh vần họ Vâng. người cha này, em lại đánh À, vần họ tên họ thì chỉ là Wilson thôi nhỉ chị nhỉ? đúng rồi Is W I L so S. O S C đúng không chị? Đúng rồi, Trời ơi em phải ghi ra đây mới được, chờ em nghĩ em phải ghi ra đây. Đọc ba bốn lần rồi quên cái từ S C bực mình thế. Chờ em tí để em ghi ra giấy. Xong là gì ấy nhỉ chị nhỉ? S. S S
It's the WILSON. Can you spell father name? Father's name is David. Can you spell father name? It's David. Well done. What is mother name? Mother's name is Linda. Can you spell her name? Is LINDA. What is grandfather name? Father's name is John Smith. Grandfather name is grandfather. Grandfather name is John Smith. Can you spell grandfather name? Is GOH and S Cái này I không phải là từ gì đâu nhá. T à? Gì là Từ chi đúng không em? gì J là nhưng mà giờ, T nhỉ? còn Mà chữ này là dây. J hay là dây gì nhỉ? Đây Em cũng nhớ cái từ đấy là J là dây gì đấy. dây, dây Dây. Ơ nhưng dây mà em tưởng là chữ D với chữ W như này phải đọc là chờ chứ chị nhỉ? dây Nó không, là chữ G là A B chữ gì nhỉ? C D E F E A I K Dây, dây, J. dây, Dây thì dây. chính xác là dây hả chị? J. J J J. Nó sẽ lai lai chứ không phải chữ dây như Nó cũng không phải đấy là đâu. dây hẳn mà nó cũng không phải là chơi hẳn đúng không chị? Đúng rồi, nó sẽ là J. Trey Trey cũng không phải là chờ hẳn, nó kiểu Trey Trey. Is Trey trời ơi, không biết làm cái gì. Is Trey ấy để rồi. Is Trey O Can you spell grandfather son surname? Is S M I T A. Tiếp nha, mình sẽ Dạ. hỏi tiếp. What is the grandmother's Motherland is Helen. name? Can you spell mother's name? Is H E L L E N. What is his name? His name is Tom. Can you spell his name? Is Tom. What is her name? Her name is Nili. Can you spell her name? Is Lili.